Rồi cửa hàng em còn một ít bộ ba nắp của quay thái cho 10 hàng zin theo xe. Tất cả là nguyên zin, không xuất mẻ. Bán thì chỉ bao là đúng hàng rã xe của quay thái 110. Bộ ba nắp à, rồi hay anh em hay gọi là bộ nắp chữ công á. Giá cho một bộ bao gồm nắp nồi, nắp lửa, nắp cá là 600 ngàn một bộ nha anh em. Đây anh em còn khoảng 90 bộ gì đó. Anh em có nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại là 0933 996 332. Bộ ba nắp của quay thái 110 với neo xe 600 ngàn một bộ. Cái này mình bán thì chỉ tính là đúng đầu viên thôi anh em, còn sơn này kia mình không tính. Đó, nói chung là sơn thì nói chung là mua về sơn lại đi anh em. Cái này bán là chỉ tính đúng là nắp zin theo xe của quay thái 110 thôi. Bộ ba nắp, nắp nồi, nắp lửa, nắp cá 600 ngàn một bộ, ba nắp. Bao anh em là không sức mẻ. Em đang có sẵn khoảng 90 bộ, anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933 996 332. Thích hợp cho anh em mà những quay nhỏ này kia dọn lên 110 này kia mà thiếu bộ nắp chữ công này thì nó sẽ không được liền cái xe lắm. Đây, em đang có sẵn nhiều 90 bộ. Anh em cứ alo mình qua số điện thoại là 0933 96 332.